Hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng tôi sẽ mua. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà. Đã mua xong rồi. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng tôi sẽ mua. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà. Đã mua xong rồi.
Fammy, nhìn em bé ngủ này. Hãy hát cho em nghe một bài hát nhé. Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời, mẹ mua cho em chú chim nhài này. Và con chim đó chẳng hót một lời, mẹ mua cho em chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương đó biến ra đồng thau, mẹ mua cho em cái gương để soi, và cái gương đó đã vỡ mất rồi. Mẹ mua cho em chú dê thật ngầu, và nếu con dê không kéo em đi, mẹ mua cho em chiếc xe bò này, và chiếc xe đó cho em chú cho Rover. Và Rover đó chẳng xua một lời, mẹ mua cho em chiếc xe ngựa này, và chiếc xe đó ngã xuống nơi đây. Con vẫn sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào. Thật ngầu, và nếu con dê không
sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào.